phe lò đang có nội loạn, tổng có nguy cơ bị đảo chính. Một gia đình loạn là anh em đánh nhau, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Một quốc gia nội loạn là khi các thế lực chính trị không ai chịu ai, phe nào cũng muốn đập chiến nhà nước và quyết trừ khử các thế lực còn lại. Hiện nay không chỉ trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nguy cơ nội loạn, mà ngay cả trong nội bộ phe lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang xảy ra nội loạn. Kẻ gây ra nội loạn chính là Tô Lâm, người được chính ông Tổng Bí thư trọng dụng suốt nhiều năm qua. Lâu nay Tô Lâm vẫn chăm chỉ nhặt củi cho ông Tổng đốt lò. Nay đã đến lúc Tô Lâm bộc lộ bản chất dã tâm, muốn tự tay đốt lò thay ông Tổng. Lâu nay Võ Văn Thưởng và Tô Lâm được xem là tướng văn và tướng võ bên cạnh ông Tổng. Cả hai đều dốc sức tận tụy phục vụ ông. Thế nhưng giờ đây tướng võ lại ra tay với tướng văn, thì xem ra phe ông Tổng đang có nội loạn thật. Tuy hạ Võ Văn Thưởng, nhưng thực sự Tô Lâm đang nhắm đến Nguyễn Phú Trọng. Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước cách đây hơn một năm, không phải vì ông Thưởng tranh giành với Tô Lâm, mà vì ông yếu thế nên bị Tô Lâm đẩy đến chiếc ghế xui xẻo này. Bởi chiếc ghế này hữu danh vô thực, không có được thực quyền và sức mạnh để bảo vệ chủ của nó. Ông Tô Lâm rõ hiểu mối nguy này nên mới đùn đẩy cho ông Võ Văn Thưởng. Vậy mà giờ đây Tô Lâm lại muốn loại bỏ Võ Văn Thưởng để chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch nước. Một số người am hiểu cho biết ghế chủ tịch nước chẳng qua chỉ là một bước đệm để Tô Lâm hưởng quy chế đặc biệt dành cho thành viên tứ trụ đã quá tuổi, để từ đó ông có cơ hội tranh ghế Tổng Bí thư với các trụ còn lại. Sau khi Võ Văn Thưởng ngã ngựa, nếu không có gì thay đổi thì khả năng cao Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước. Lần này ông nhảy ra giành ghế vì ở Bộ Công an ông đã sẵn sàng cho Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc chám vào ghế bộ trưởng mà ông đã để lại. Chỉ khi thế lực Hưng Yên nắm chắc chiếc ghế bộ trưởng, Tô Lâm mới an tâm ngồi vào ghế chủ tịch nước. Việc Tô Lâm ra tay quyết liệt với Võ Văn Thưởng cho thấy ông ta đang rất quyết tâm. Chiếc ghế chủ tịch nước bị ông ta từ chối cách đây hơn một năm, nhưng giờ đây ông cần nó để tranh hùng tranh bá cùng với Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Vì vậy ông không ngần ngại mà thẳng tay hạ huynh đệ cùng phe lò Võ Văn Thưởng. Lâu nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thể hiện ý định nuôi Vương Đình Huệ để làm người kế thừa. Nếu để ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế Tổng Bí thư hết nhiệm kỳ, có khả năng ông Trọng sẽ giới thiệu Vương Đình Huệ để thay thế, chứ không đến lượt Tô Lâm. Vì vậy, nếu Tô Lâm không nhanh tay đoạt ngôi trước Đại hội 14, thì nguy cơ và cơ hội lên Tổng Bí thư của ông Tô Lâm sẽ khép lại. Cho nên, có khả năng rất cao Tô Lâm sẽ làm một cuộc đảo chính ngầm để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trước Đại hội 14 diễn ra. Tô Lâm đang muốn về đích sớm trước Phạm Minh Chính và cả Vương Đình Huệ. Từ trước đến nay, Tô Lâm vẫn luôn đóng một vai trò thuộc hạ dễ bảo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng nay, ông ta đã trở nên cứng rắn, không còn ngoan như trước nữa. Tô Lâm đánh luôn tướng Văn bên cạnh ông Trọng và tìm mọi cách ép ông Trọng phải loại bỏ Võ Văn Thưởng. Ngày hôm nay Tô Lâm ép được ông Trọng loại Thưởng thì không có gì đảm bảo rằng ngày mai Tô Lâm không ép chính ông Tổng phải rời ghế. Từ đầu năm 2024 cho đến nay, Tô Lâm đã không còn đợi ông Trần Cẩm Tú ra tay trước theo quy trình đốt lò trước đây. Nay muốn hạ bệ phe phái nào, chính ông ta cho bắt sống, tức là bắt không cần thông qua kỷ luật đảng ngay lập tức. Dụng ý của Tô Lâm là đánh úp để phe cánh của những người bị bắt trở tay không kịp. Rõ ràng Tô Lâm đang tự thiết lập luật chơi riêng và muốn xóa bỏ luật chơi do ông Tổng đặt ra. Đây là dấu hiệu cho thấy Tô Lâm đã sẵn sàng để xoán ngôi ông Tổng Bí thư bất cứ lúc nào. Thông tin nội bộ cho biết Tô Lâm đã chuẩn bị rất kỹ Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Một người sẽ thay thế Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng, người còn lại sẽ là chánh văn phòng Trung ương Đảng nếu Tô Lâm lên Tổng Bí thư. Để 200 ủy viên Trung ương Đảng chọn Tổng Bí thư thì không đời nào họ chọn một tay bạo chúa như Tô Lâm, bởi một khi Tô Lâm lên được ghế Tổng Bí thư thì e rằng
các ủy viên Trung ương Đảng cũng không được yên. Cho nên khả năng cao là sau khi loại Võ Văn Thưởng, Tô Lâm sẽ đảo chính Nguyễn Phú Trọng để về đích trước Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Ông Trọng cũng đang có nguy cơ bị chính thuộc hạ của mình làm thịt. Có thông tin cho rằng hiện sức khỏe của ông Tổng Trọng không tốt. Nếu ông gãy cánh giữa đường thì người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Phe Lò đang có nội loạn, Tổng có nguy cơ bị đảo chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Chiếc ghế nóng của Chủ tịch nước, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Trang web của Hoàng gia Hà Lan vào ngày 14 tháng 3, ngày có thông tin ông Võ Văn Thưởng viết đơn xin từ chức, đã ra thông báo với nội dung như sau. Nhà chức trách Việt Nam đã yêu cầu hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Maxima tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì lý do nội bộ. Chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 sẽ không được tiến hành. Thông tin hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Hà Lan đến Việt Nam đã gây sửng sốt trên cộng đồng mạng xã hội. Thông tin này được các báo nước ngoài đăng tải lại, mặc dù chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang giữ kín chuyện Võ Văn Thưởng viết đơn xin từ chức, nhưng thông qua các hành động của họ, việc ông Thưởng từ chức đang dần dần lộ diện. Chẳng phải Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Như vậy, ông Thưởng không thể đi đến hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Ở nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 3 đời Chủ tịch nước. Trong khi đó, 3 trụ còn lại trong tứ trụ quyền lực của Việt Nam thì không hề hấn gì. Theo cách nói đùa của người dân thì ghế Chủ tịch nước dùng từ rất hào người. Nếu nhìn qua hiện tượng có thể thấy sau cái chết của ông Trần Đại Quang, những người ngồi vào chiếc ghế này đều gặp sóng gió, theo cách này hay cách khác. Ông Nguyễn Phú Trọng thì bị ngã bệnh suýt chết ở Kiên Giang. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì bay ghế. Này ông Võ Văn Thưởng có khả năng cũng mất luôn ghế. Nếu nhìn về góc độ tâm linh thì có lẽ không ít người cho rằng ghế chủ tịch nước bị ma ám hay là bị dính lời nguyền. Tuy nhiên, trên thực tế có thể lý giải và giải thích mọi sự việc theo logic chứ không phải theo tâm linh. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng có thể do ông quá chủ quan khi đến tận xào huyệt của bà Dũng, đối thủ chính trị lớn nhất của ông. Thông tin chính thức là ông Trọng bị đột quỵ, tuy nhiên nhiều người tin rằng có khả năng ông Trọng bị thuốc nhưng thoát chết. Trường hợp ông Phúc được cho là do ông đã để vợ con tham gia vào vụ Việt Á. Mặc dù chính quyền không đề cập đến liên quan của vợ ông và chính ông cũng phủ nhận, thậm chí còn viện dẫn cả đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Tuy nhiên, những gì người Cộng sản nói thì rất khó để có thể dân tin, bởi họ vẫn thường xuyên dối trá và che chắn sự thật. Trường hợp ông Thưởng thì liên quan đến những phi vụ làm ăn mờ ám của hậu pháo vừa được lại quả xây nhà thờ tổ với số tiền rất khủng. Đây là thông tin nội bộ, không phải là thông tin công khai, chắc chắn báo chí nô bộc của chế độ không dám hé răng về vụ việc này cho toàn dân được biết. Chiếc ghế chủ tịch nước, chiếc ghế bất ổn nhất trong tứ trụ tại Việt Nam. Điểm lại việc dính họa của các đời chủ tịch nước sau Trần Đại Quang cho thấy hầu hết đều là nhân họa. Nếu ông Trọng không cố chấp vào hang cọp ở Kiên Giang thì chưa chắc ông đã dính bệnh và để lại di chứng cho đến ngày nay vẫn phải đi khập khiễng và luôn có hai người dìu hai bên cùng bác sĩ xách túi thuốc đi theo. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không để vợ tay con nhúng tay vào vụ Việt Á thì ông cũng không dính họa. Nếu ông Thưởng không ham hố xây nhà thờ tổ thì ông cũng đâu đến nỗi phải bị như ngày hôm nay. Thực tế, tình hình đấu đá cung đình ngày càng khốc liệt.
đặc biệt là các vị trí tứ trụ. Trong tứ trụ, hễ trụ nào yếu nhất thì trụ đó dễ bị tổn thương nhất. Trụ chủ tịch nước được xác định đang là yếu nhất nên dễ bị rụng nhất cũng là điều dễ hiểu. Nhiệm kỳ 2016-2021 có 2 đời chủ tịch nước, năm 21 đến năm 26 ít nhất sẽ có 3 đời chủ tịch nước. Như vậy, mức độ khốc liệt trong những trận thư hùng của triều đình Cộng sản ngày càng tăng về cường độ. Đấy là những chuyện đang xảy ra xung quanh chiếc ghế chủ tịch nước trong những năm gần đây. Có người thì giải thích theo khía cạnh tâm linh, có người thì phân tích theo góc độ logic. Tùy mức độ hiểu biết và trải nghiệm của từng người thì sẽ chọn tìm theo cách nào. Không biết sau cú ngã ngựa của Võ Văn Thưởng, các quan có thể chê ghế này hay không, hay cứ giành giật trước đã, chuyện hậu quả tính sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Chiếc ghế nóng của Chủ tịch nước, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.